Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này thì ai cũng muốn là mình có nhiều tiền, ai cũng muốn là mình trở nên giàu sang phú quý. Thế nhưng không phải ai cũng đạt được điều đó. Một số người dành cả đời để mà phấn đấu nhưng vẫn là hoàn toàn trắng tay đến tận cuối đời. Nhưng trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7, trong 3 ngày tới thì có 5 con giáp được thần tài sủng ái mà ban cho cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần những con giáp này nắm bắt được cái số mệnh của mình thì quý vị sẽ có những cái bước tiến đột phá trong cái vận trình công danh sự nghiệp cũng như là vận trình tiền bạc tài lộc của mình. Vậy thì đó là những con giáp nào và cái cơ may nào sẽ đến với họ trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 này, từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 âm lịch, thì những người tuổi Hợi, nói chung ấy, quý vị biết ấy, đây là những con giáp nổi tiếng là những người tốt bụng, giản dị và không giở trò đều cáng trong cái chuyện tiền bạc hay là trong cái chuyện làm ăn. Nhờ thế mà những người tuổi Hợi đã tích lũy được những cái mối quan hệ tốt và nhiều cái phước lành cho mình. Thậm chí một số người còn có thể trực tiếp cải thiện cái vận mệnh cũng như là cái vận may tài chính của bản thân nhờ được thần tài trợ mệnh. Vận may tài chính của những người tuổi Hợi luôn tốt. Dù làm trong nghề nào thì cũng đều có những cái lợi nhuận tốt đẹp. Có thể tiêu tiền tùy ý mà không cần phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện là chi tiêu. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi chưa bao giờ quan tâm đến cái chuyện tiền bạc. Họ không muốn tốn quá nhiều thời gian và cái sức lực vào cái việc kiếm tiền. Những người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái tin vui tốt lành về cái vận trình tài lộc trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 này. Các bạn sẽ tìm được nhiều cái cơ hội để thể hiện bản thân, từ đó thu được những cái thành quả xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Trong thời gian này, với những người làm công ăn lương thì những cái thành tích liên tiếp trong cái sự nghiệp sẽ giúp cho các bạn nhận được những cái khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có người còn được đề xuất về tăng lương hay là tăng thưởng nữa. Bên cạnh đó thì những người làm ăn kinh doanh trong 3 ngày tới cũng được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác và mua hàng. Những người tuổi Hợi cũng nên chú ý tìm hiểu về cái biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng cái mạng lưới, cái quy mô làm ăn của mình. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào đi chăng nữa thì quý vị cũng cần phải chú ý đến các tác động xấu của một vài cái hung tinh. Vẫn còn một vài kẻ đang ngấm ngầm tìm cách mà hãm hại các bạn nhân lúc các bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy mà khi ký kết hợp đồng hay là ký kết giấy tờ thì các bạn cũng cần phải kiểm tra thật kỹ các thông tin để tránh những rắc rối về sau. Thì ngoài ra ấy, những người tuổi Hợi cũng nên giữ gìn chú ý cái sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức hoặc là vi phạm luật giao thông, kẻo gì nó lại gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền của thuốc men, lại vừa gì mất công mất việc nữa. Bên cạnh đó thì cái vận may của những người tuổi Hợi không chỉ ở cái vận may về tài chính mà cái năng lực bản thân của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng cực kỳ là tốt. Một khi mà có cơ hội tốt thì những người tuổi Hợi nhất định sẽ tận dụng và làm tốt cái công việc của bản thân. Thu nhập kiếm được cũng ngày càng gia tăng, cái số tiền trong tay cũng dần nảy nở và trở nên dồi dào hơn. Nếu mà có thể kiếm được tiền ấy, thì các bạn hãy tiêu theo cách mà các bạn muốn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy làm sao để cho tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn. Từ đó cũng sẽ giúp cho cuộc sống của quý vị được sung túc và từ nay đến cuối năm ấy, là một cái cơ hội cực kỳ là tốt lành đối với những người tuổi Hợi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung quý vị biết ấy, những người tuổi Thìn là những con giáp tài giỏi,
không chỉ có năng lực, nghị lực mà còn rất may mắn về cái vấn đề tài chính. Dù làm trong ngành nghề nào thì cũng có thu nhập tốt. Hầu hết những người tuổi Thìn đều có điều kiện gia đình tương đối là tốt. Họ được học hành tử tế từ khi mình còn nhỏ ấy. Gia đình thì quan tâm, họ luôn có thể hỗ trợ giúp đỡ bản thân để sự nghiệp tăng tiến một cách nhanh chóng. Con đường đi đến cái sự giàu có của họ cũng không hề khó khăn. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn là những người có chỉ số IQ cao. Ngoài ra họ cũng có cái tinh thần theo đuổi cái chất lượng cái cuộc sống cao và có cái đầu óc là cực kỳ minh mẫn. Bản chất mạnh mẽ và thông minh. Các bạn không cần phải lo lắng về cái sự nghiệp, miễn là các bạn hành động theo cái cảm xúc của mình. Trong năm qua thì những cái vấn đề mà tầm thường ấy đã gây ra một cái cuộc sống khủng hoảng trong cái sự nghiệp của những người tuổi Thìn. Điều này khiến cho quý vị đôi khi cảm thấy là gì? Bị mất động lực, đúng không ạ? Nhưng quý vị yên tâm. Đó. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 tới đây ấy, thì các bạn sẽ không bị làm phiền bởi những cái vấn đề tầm thường và có thể mong chờ cái sự may mắn trong sự nghiệp tài lộc của mình. Tuy nhiên quý vị cũng đừng trở nên tự mãn, hãy bình tĩnh làm việc theo cái cách thực tế. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, tức là từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 âm lịch, thì dự đoán rằng có nhiều cái cơ hội sẽ đến với các bạn trong cái công việc trong thời điểm này. Thì đây là cái thời điểm tuyệt vời để quý vị thảo luận với cấp trên nếu như mà các bạn đang có ý định tìm kiếm hay là phát triển với kế hoạch công việc. Thì đây cũng là một cái thời điểm tuyệt vời để mà quý vị hòa đồng với đồng nghiệp, với bạn bè. Cùng với cái việc kết giao thêm được những người bạn mới, những người đồng nghiệp mới của các bạn cũng có khả năng giúp các bạn thực hiện được các dự án tại nhà. Quý vị hãy cố gắng tập trung vào cái mục tiêu lớn trong cái công việc trong năm nay. Mặc dù thường làm mọi việc theo một cái phong cách riêng, nhưng những người tuổi Thìn có những cái ý tưởng độc đáo của riêng mình và luôn có thể phá bỏ những cái ý tưởng, những cái thói quen cũ và đổi mới trong cái sự nghiệp của bản thân mình. Những người tuổi Thìn luôn gặp may mắn và giỏi nắm bắt cái cơ hội, nên là luôn có duyên gặp được thần tài. Cuộc sống của các bạn cũng sẽ thoải mái, sung túc, thích mua gì thì mua, thích sắm gì thì sắm. Tiền bạc nói chung là cũng rủng rỉnh chi tiêu trong 3 ngày tới. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 trong 3 ngày tới không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu thì vốn dĩ là những người thông minh, lại là những người mà có tài hùng biện, giỏi kinh doanh và giỏi giao tiếp xã hội. Dù làm việc gì thì những người tuổi Dậu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập và đạt được những kết quả cực kỳ là tốt đẹp. Những người tuổi Dậu có rất nhiều tiền, mặc dù con giáp này không quá chăm chỉ, nhưng họ biết cách đánh giá tình hình và nắm bắt lấy cơ hội. Vì vậy, họ luôn có thể là vô tình trở nên giàu có và trở thành một gì gia đình sung túc, hạnh phúc, giàu có. Thưa quý vị, bước sang 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 đây ấy, thì sự nghiệp của những người tuổi Dậu như được vén màn mây che phủ mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì thì cũng đạt được những thành quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên, những người tuổi Dậu nói chung là có thể là phát huy cái tài năng thiên bẩm của mình. Không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, tham vọng thăng tiến cũng ngày càng mãnh liệt. Theo đó, cái hiệu suất công việc nó cũng tăng cao, hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao và mở ra nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức. Trong thời gian này thì một vài cái casting nó cũng xuất hiện. Mặc dù là quý vị chịu một vài cái áp lực, nhưng trong thời gian tới thì cái con đường kinh doanh buôn bán cũng như là cái tài lộc của quý vị cũng sẽ được mở rộng. Dù có thời điểm phải chịu nhiều cái tác động của một vài hung tinh đại diện cho cái thế lực ngầm che phủ, những cái khó khăn, những cái thách thức từ thị trường hay là từ tiểu nhân quấy phá, những người tuổi Dậu vẫn kiên trì với cái mục tiêu của mình và tỉnh táo ứng biến, thu về cái kết quả cực kỳ là thuyết phục. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ấy, thì một vài cái casting nó cũng sẽ xuất hiện, nó sẽ giúp cho những người tuổi Dậu thăng tiến trên cái con đường quan lộ đấy, thì ngày càng được mở rộng thanh thang. Mặc dù trong cái 3 ngày tới đây
thì vẫn phải đối đầu với một vài cái hung tinh, một vài khó khăn. Đấy. Nhưng sau tất cả thì những người tuổi Dậu vẫn đứng lên trên cái đỉnh vinh quang của mình. Nhưng quý vị nên nhớ rằng thành công không phải là một chuyện một sớm một chiều, mà nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên quý vị đừng bao giờ thôi cố gắng. Khi mà đã chạm tay tới cái vinh quang thì cũng đừng ngủ quên. Kẻo cái niềm vui ngắn nó gì tự lại gì chuốc lấy thất bại. Bên cạnh đó, cái sự kiên trì của những người tuổi Dậu rất dễ được thần tài đánh giá cao, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ để cho quý vị có những cái cơ hội thể hiện cái tài năng trong sự nghiệp hoặc là trong cái công việc, kiếm được tiền trong mọi cái việc mà họ làm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận trình tài chính cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, chúng ta đều biết những người tuổi Tý vốn nhạy cảm với tiền bạc và biết cách quản lý tiền bạc cũng như là lập kế hoạch kiếm tiền. Đặc biệt khi nói đến tài lộc thì những người tuổi Tý luôn có những ý tưởng và những kế hoạch riêng. Dù kiếm được bao nhiêu cũng sẽ không phung phí một cách bừa bãi mà chi tiêu một cách có kế hoạch. Nhờ đó mà tài sản của các bạn thì ngày càng được tích lũy nhiều hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý thì họ là khá là tài năng trong cái chuyện kinh doanh buôn bán. Dù không cần nhờ cậy ai thì họ vẫn có thể nhanh chóng phát triển bản thân và trở thành những người tên tuổi lớn và không thể bỏ qua. Những người tuổi Tý nói chung ấy thì đôi khi thích chơi bời và gây rối. Họ thường có vẻ ngoài không đáng tin cậy và hơi lạc lõng, nhưng khi nói đến việc kiếm tiền thì họ lại cực kỳ là nghiêm túc. Nói chung những người tuổi Tý cũng may mắn được thần tài sủng ái, vận may về tài lộc cũng sẽ luôn tốt, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ được nhiều hơn. Trong thời gian này thì những người tuổi Tý nói chung ấy cũng sớm được thăng quan tiến chức, gặt hái được nhiều cái thành công trong sự nghiệp. Con đường làm ăn nói chung ấy cũng thuận lợi và thuận buồm xuôi gió. Vì được gì? Được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đặc biệt trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 âm lịch, thì sự nghiệp của những người tuổi Tý đôi khi nó vẫn có một vài cái trắc trở, một vài khó khăn. Đối với những người tuổi Tý đang làm công ăn lương thì quý vị nên mạnh dạn thử thách bản thân, đương đầu với nhiều cái điều mới mẻ để có được nhiều cái thành tích tốt hơn và nhận được cái sự tuyên dương của lãnh đạo. Bên cạnh đó thì đối với những ai mà vẫn đang hoàn thành cái con đường học vấn thì cần tránh sự căng thẳng quá mức dẫn đến nhiều cái kết quả không được như ý. Những người tuổi Tý đang học tập thì cũng cần tập trung vào cải thiện cái năng lực của bản thân, chăm chỉ trau dồi kiến thức sẽ có khả năng thành công, công thành danh toại, đạt được cái nguyện vọng như mong muốn. Một cái điều mà những người tuổi Tý cần phải lưu ý đó chính là gì? Trong thời gian này những người tuổi Tý rất giỏi trong cái việc tiết kiệm tiền bạc. Và đây cũng sẽ là một cái thời điểm lại bội thu về tiền bạc đối với những người tuổi Tý, giúp gia tăng cái khoản tiền tiết kiệm lên một cái con số mới. Những người tuổi Tý trong thời điểm này nói chung ấy có được rất nhiều cái dấu hiệu tích cực trong chuyện tiền bạc. Cái việc kiếm tiền cũng sẽ trở nên vô cùng là suôn sẻ, được quý nhân tương trợ và trong chuyện làm ăn buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên, những người tuổi Tý nếu mà có hợp tác làm ăn với những người thân với bạn bè thì cũng nên chú ý đến chuyện lời ăn tiếng nói, tránh dẫn đến những cái mâu thuẫn, những cái bất hòa. Điều này nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái con đường tài lộc của quý vị trong 3 ngày tới. Thì ngoài ra, những người tuổi Tý cũng cực kỳ kiên trì theo đuổi cái vận mệnh tiền bạc của mình. Một khi mà có cơ hội làm giàu thì nhất định sẽ nắm bắt cái cơ hội và dành toàn bộ cái sức lực, toàn bộ thời gian cho nó. Sự giàu có và cái quyền lực luôn nằm trong tay của những người tuổi Tý. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nói chung ấy, ở bất kỳ cái thời điểm nào thì những người tuổi Dần
cũng là những người quyết đoán, dũng cảm và tháo vát. Ở trên thực tế, có rất nhiều cái cơ hội kiếm tiền do chính họ tạo ra. Họ sinh ra để trở thành những cái bậc thầy về đầu tư và quản lý tài chính. Những người tuổi Thìn sẽ không bao giờ bị giới hạn ở những cái khoản lợi nhuận nhỏ trước mắt. Biết nghĩ đến cách sử dụng tiền để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng người ta vẫn nói tiền để ra tiền, đúng không? Những người tuổi Dần cũng là những người mà được thần tài sùng ái. Dù tự khởi nghiệp hay là đi làm công ăn lương ấy, cũng sẽ đều có những khoản thu nhập khá và cuộc sống là sung túc đủ đầy. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì nó mở ra một cái chương mới cực kỳ ổn định và thịnh vượng trong cái lĩnh vực tài chính của những người tuổi Dần từ giờ đến cuối năm. Với cái nguồn thu nhập vững chắc và cái cơ hội cho cái dòng thu nhập phụ thêm vào túi của các bạn. Dẫu vậy, quý vị cũng đừng để cái sự an nhàn lôi cuốn các bạn đến vào những cái quyết định chi tiêu mạo hiểm. Một chế độ kỷ luật tài chính và cái sự cẩn thận được thiết lập để ngăn chặn những cái tiềm ẩn bất ổn trong vận trình của mình. Đặc biệt, đối với các doanh nhân, những người tuổi Dần ấy, thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội đấy để quý vị có cái cơ hội phát triển, xong cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi cái quyết định kinh doanh. Đấy, quý vị hãy làm việc tỉ mỉ, thấu đáo đấy trong mọi cái mối quan hệ, vì những cái hiểu lầm không đáng có thể là khiến cho những cái rắc rối khó lường nó sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Dần là những người rất chăm chỉ, năng động và có trí tuệ phát triển, tài năng, và đặc biệt họ nghiêm khắc và có trách nhiệm trong công việc, nên họ thăng tiến nhanh chóng trong cái sự nghiệp và công việc đấy, công việc của mình. Cùng với cái sự giúp đỡ của quý nhân, cái sự giàu có sẽ đến nhanh chóng và khiến cho những người tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo nghĩ. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 cũng được thần tài ghé thăm. Thần tài cũng sẽ tương trợ giúp đỡ, giúp cho những người tuổi Dần có được những cái may mắn về tiền bạc, về tài lộc đến với mình. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7. Trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 chúng ta sẽ có 5 tuổi cực kỳ may mắn được thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Hợi, 2 tuổi Thìn, 3 tuổi Dậu, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Dần. Đây là 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.